Ba con giáp tài giỏi, nghiêm túc trong công việc, mùa hè này bước lên đỉnh cao sự nghiệp tuổi Tỵ. Người tuổi Tỵ có tài và năng lực chuyên môn cao. Nhiều người thích làm việc với bản mệnh vì điều này. Người tuổi Tỵ luôn sớm nghĩ ra những cách giải quyết vấn đề. Nhờ vậy mà sau tuổi 35, sự nghiệp của người tuổi Tỵ thuận buồm xuôi gió. Những người làm kinh doanh sẽ có cơ hội để phát huy năng lực. Bản mệnh có tinh thần làm việc chuyên nghiệp, chăm chỉ. Tỵ không ngại làm thêm giờ và nỗ lực nhiều hơn so với người khác. Bản mệnh cũng là người có tham vọng trong sự nghiệp và sẽ không dừng lại cho đến khi vấn đề được giải quyết. Mùa hè này công việc kinh doanh của người tuổi Tỵ tiến triển tốt hơn. Bản mệnh là nhân viên xuất sắc, ký được nhiều hợp đồng, giải quyết được nhiều vấn đề. Người tuổi Tỵ làm công ăn lương cũng chăm chỉ, cần mẫn làm việc nên tay nghề được nâng cao nhanh chóng. Bản mệnh sẽ sớm nhận về thành quả đúng với công sức mà mình bỏ ra. Tuổi Thân. Người tuổi Thân rất tài năng, thực tế và rất chuyên nghiệp. Hiệu suất làm việc của bản mệnh trong công ty tương đối cao. Người tuổi Thân chăm chỉ làm việc và được ví như nhân viên kiểu mẫu trong mắt mọi người. Bản mệnh rất tận tâm, tập trung cao độ trong công việc và khéo léo giải quyết vấn đề. Cho dù xuất phát điểm chỉ là nhân viên bình thường thì người tuổi Thân cũng không ngừng nỗ lực, cố gắng vươn lên. Bản mệnh có tham vọng, mục tiêu trong công việc nên luôn cố gắng để đạt được mục tiêu đã đề ra. Mùa hè này, tài lộc của người tuổi Thân dồi dào hơn trước. Thân được cấp trên tin tưởng, trao cho thêm nhiệm vụ, dự án quan trọng. Bản mệnh sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc, làm gì cũng thuận lợi. Người làm kinh doanh cũng có những thương vụ suôn sẻ, hàng hóa bán chạy. Tuổi Sửu. Người tuổi Sửu sinh ra đã thông minh, tài giỏi. Bản mệnh biết kiếm tiền và cũng rất khéo léo trong việc quản lý tài chính. Sửu nghiêm túc, chuyên nghiệp và rất đúng giờ. Bản mệnh kiên trì và nỗ lực dù công việc có khó khăn đến đâu. Người tuổi Sửu biết cách giải quyết các vấn đề tại nơi làm việc. Trong tương lai, bản mệnh được dự đoán sẽ ngồi vào những vị trí cao tại công ty, tổ chức của mình. Bản mệnh chịu đựng áp lực tốt. Cho dù công việc có khó khăn, thử thách thì Sửu vẫn giữ được sự bình tĩnh, từng bước giải quyết, tháo gỡ vấn đề. Mùa hè này đánh dấu những chuyển biến tích cực trong công việc của người tuổi Sửu. Bản mệnh đón những tin vui bất ngờ, được thần tài ban phát của cải. Nhờ nỗ lực, quyết tâm, người tuổi Sửu vượt qua thử thách, thể hiện tài năng của bản thân và đạt được những thành quả nhất định. Bên cạnh đó, người tuổi Sửu nhận được sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè thân thiết và sự ủng hộ của các vì sao may mắn. Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.